thông điệp sẻ chia. Thánh giáo dạy chia sẻ nỗi lòng, chung sống với người trong mọi cảnh ngộ. Giờ phút trôi qua trong thời cầu nguyện hôm nay giúp cho chúng ta thấy được giá trị của việc mình làm. Chúng con thành tâm nhận ra tội lỗi nơi mình và nguyện xin chừa bỏ. Chúng con hiểu được thời kinh nguyện hôm nay không phải là cách cho đi, mà là sự xét mình và đón nhận ân thiên. Tình thương trong con được phát triển hơn khi suy nghĩ về những mảnh đời núi kho. Nhờ đó, con hiểu rằng nạn nhân của đại dịch không chỉ là bệnh nhân, mà còn có thêm những phần người thống khổ đang chịu cảnh mất việc, đói rách, không cửa, không nhà. Và cả những người vì bần cùng nên mất đi thiện lương, có thể làm điều bất chính để cưỡng cầu được sống. Chúng con thấy mình may mắn hơn nhiều trong sự chở che của Thầy. Trong tâm tình ấy, ngoài những việc sẻ chia giúp khó đến họ trong khả năng của mình, chúng con xin dâng lời nguyện hôm nay cầu xin Thầy chán dưới hồng ân đến những phần đời bất hạnh trong cơn đại dịch, cứu giúp họ qua cơn khổ nạn. Chúng con khấu tạ hồng ân Thầy. Cầu xin cho chúng con được bình an để kính hướng đến Thầy trong thời nguyện hôm nay.